phủ mà nước cạn lên luôn. Ăn lúa quần mệt bụng gì ướt hết trơn. Con mấy cái gì nhỏ con bỏ vô luôn, có gì đâu được đâu. Đây là đúng rồi, con tưởng đơn giản. Hết chào cô chú anh chị và các bạn, hiện tại thì Quân đang có mặt tại Mỹ Tho, Trung Lương, Tiền Giang cả nhà. Cách đây vài hôm trước thì Quân có đến đây chia sẻ về những cái cơn lũ tràn ngập đầy nhà dân và bị hư hao rất là nhiều những cái tài sản luôn. Cái đường này khi mà Quân đi vào gặp một người anh nói chuyện không có được thì nước lên tới bụng Quân luôn cả nhà. Quân có chia sẻ video hôm nay thì khi quay trở đây thì Quân thăm lại những cái ngôi nhà mà Quân vừa chia sẻ cho cái nhà mình xem coi hiện tại bây giờ thì cô chú anh chị ở đây đã hoàn toàn là ổn chưa cả nhà. Chứ thật sự thì lúc trước khi đến đây mình thấy nước rất là nhiều luôn và rất là thương cô chú anh chị sống ở đây luôn. Hiện tại thì Quân thấy 3-4 căn nhà này thì nằm cạnh mấy sông luôn cả nhà nên ảnh hưởng rất là lớn luôn. Dạ. Nghe nói là cô là hôm bữa có con chú kia chia sẻ là nói nhà cô lúc cái tủ băng thờ là bằng gỗ chắn ép gì đó phải không? Đúng rồi, bự nè. Rồi xong là nước nó ngập này, gọi là muốn sập luôn không? Sập ra dùng cái đống đóng cơ. Đó, con nó gỡ ra nó dùng một đống á. Cái giấc đồ đó à đó. Đây nha. Đó. Dục ra lúc này trời ơi. Trời ơi. Cái vườn trong nó thấp hơn vườn này mà nó ngập ướt con tưởng là cái ngập mà cái gọi là cái bỏ con lội lên mà nó ngập tới bụng đó, con. Con trong nhà con là cái vườn trong nó thấp hơn này nó ngập bên tới vườn luôn. Trời. Quần áo tới giờ phơi giặt chưa xong nữa. Ngà giặt mớ cũng mớ vậy đó. Dạ. Đó. Giờ lấy cái bàn vuông này nè. Thợ. Thì con nghe nói là bữa nay là 13 rồi nè. Là chuẩn bị là nước lên nữa hả con? Đúng rồi. Có năm nay xong quá trời nước luôn. Dạ. Cái lu nguyên nó trôi đi mà cái lu bể nó không trôi. Trôi dạ. Mất tiêu. Nghe nói cái lu nguyên lu to mà. Ừ lu to đúng rồi nó trôi. Trôi cả nhà. Đúng rồi. Quay cái lu này cả nhà. Cái lu ngoài sau á. Dạ, cái lu to cỡ này. Ờ cỡ đó đó, cỡ đó đó. Nó trôi đi mất tiêu. Mà có nước vậy mà cũng trôi cũng hay thiệt đó chứ. Rồi cái cô lạnh hư chưa? Cô lạnh hư chưa xong nữa nè đó. Như này là cô thì ấy ăn Tết này sao? Luôn. Thì gà đầu luôn chắc là Tết, mất Tết luôn quá. Thì đâu có ăn Tết gì đâu. Yeah. Cái tủ người ta cho mà đẹp lắm. Yeah. Ủa khổ, người ta cho đựng thờ, đựng để tờ kiến nữa. Yeah. Ai ngờ nó lên xong mà quá trời luôn. Mùng 2 là nhiều nhất. Mùng 2 hả? Mùng tối mùng 2 là nhiều nhất. Yeah. Mùng 1 là nó lên rồi con mùng 2, tôi đi mà cô về. Tối ướt cái giường hết. Cái giường này nước là tới giường không cô? Giường trong buồn nó thấp hơn. Giường này cũng đỡ. Giường này là đỡ. Dạ mình có nghe nói là có được bồi thường gì không cô? Không, cô không có nghe gì trơn. Dạ mình chưa biết luôn hả? Chưa biết luôn. Cái nhà của cô phải nói là cao cả mét vậy nè mà ngập lên tới giường luôn. Gọi là sắp đổ luôn á cả nhà. Đúng rồi. Cũng hơn là cô thấy kịp rồi cô bơ, gọi là di tán nhẹ rồi bỏ cái nguyên cái tủ bỏ ra ngoài. Tủ kia luôn. Tủ kiến đồ quá chừng bỏ mở. Nhưng mình có định là qua Tết thì mình có đắp bờ đắp đê không cô hay là cứ để? Chưa có tiền. Dạ. Người ta đời mà ô đền có nhiêu lần người ta vô lấy đó đất á. Dạ. Vô bờ kè người ta đền có một phút đó có 100 110 mấy triệu rồi sao bằng nổi.
Sửa là tại sửa là phải sửa nhà lại hết luôn hả cô? Không phải sửa, bây giờ lên cũng đủ ở. Mà có 100 mười mấy triệu mà cứ gì mới đầu 120 triệu mấy 800 mấy. Rồi cái sụt nó còn 120 giờ sụt còn 118 triệu. Trời. Đó sụt biết càng ngày càng sụt vậy. Bảo vậy. Thì con nước thì càng ngày càng lên mà tiền lại càng ngày càng sụt á. Ra cắt ra hết một cái phòng phải dời lên. Yeah. Mà sao đủ tiền vậy đó. Đó. Nhà cô thì cũng nhà mấy cô con nè cả nhà. Này mình ở đông không cô? Nhà cô có 100. Chứ nhỏ cháu ngoại đi học. Cô không chết á, phụ cố cổng á. Dạ. Chết. Nay 2 năm, 2 năm mấy rồi. Bữa có ông anh nói chuyện không có được, có dẫn con đi vô nhà mình. Con cô á. Dạ mà bữa đó trời con lội mà tới lưng quần con á. Đúng rồi. Con cô là anh bữa hả? Đúng rồi. Không biết nói. Dạ. Thằng nào con hỏi thăm anh trả lời anh chỉ gì đó rồi trong biết. Vậy hàng ngày anh làm công việc gì con? Ví dụ ai mướt như là mần hồ như mà quen vậy đó thì kêu nó đi mần chứ người lạ cũng không kêu nó được. Dạ. Tại vì người ta đã biết che giấu cái người quen. À, hiểu mới làm được không? Là nó mần người. Cái xe này là nó sàn. Xe này là xe cũ. Nước lên tới đâu của cô? Tới sau hư bách này. Đây này xe này mới hư cái bình nè, nước lên hư bình mới. Xe đạp hiện nay hả? Ờ, xe cái xe này hư lâu rồi. Lâu nó chưa có tiền sửa. Xe này của cháu cô đi học hả? Cháu cô đi học rồi xe kia nữa. Dạ. Cái này con đi. Đó nó trâu hết trơn nè. Wow, trời nhà cô phải nó cao mà nó cao cả mét vậy mà ngập luôn. Khủng khiếp con nước này. Mấy nhà bên đây không chị? Có nhà này, nhà này thấp nè, phải ngập, cho nó ngập dữ á. Nào nó quá vô quá chừng luôn. Rồi cô đặt nó ra cái tủ cô khách trong nước cũng rất cao cao á, vui quá tự chia sẻ đi đó. Nó xuống. Đây nè. Cả nhà. Cả nhà thấy cái tủ này nè cả nhà. Đó. Cô là thêm một cái lớp chân nữa nè cả nhà. Khá là cao ha. Cao. Phải 50 á. Được cả mét, nửa mét. Rồi cái dấu tủ lạnh này cái dấu là kê nè. Hư rồi đúng không cô? Đó, tủ lạnh mà cơ cao cỡ này luôn cả nhà. Phải tầm 30 đó cả nhà. Hư rồi đó. Hư luôn. Hư rồi. Hôm bữa con chia sẻ thì cũng nghe nhiều người cũng đó, nó hư rồi, đâu chạy gì cũng đâu. Dạ, hư rồi. Hư rồi. Thường là hư mấy quạt này, tủ đúng lạnh rồi. Này, máy giặt này. Là hư cứ toàn là bạc triệu không hả cô? Đó. Cao hết trơn luôn mà nó ngập lên cái đó nè. Đây, đây dấu tích nè cả nhà. Đó lên đó. Dấu tích lên nè. Thấy chưa? Lên nó thấm. À nó là tuốt cái này luôn á là qua cái giường nè. Dạ. Qua giường nó thấm giờ nó có dấu hiệu là bào mòn rồi cả nhà. Cái này mà nếu mà máy móc nó giọng cư là chặt sạch luôn. Dạ, nếu con thấy giờ nó bị rổ rồi. Đúng rồi. Nè, lên luôn cái này nè, ướt nè, đó, lên luôn cái này nè. Tủ. Chưa có sắp ra được đó, đó. Đó, cái giường này nè, đó. Tủ vẫn giờ còn vẫn còn nước luôn á, cả nhà. Chưa có ra hết. À, nước cả nhà thấy không? Đó. Cái này ngồi sao rồi, đó bây giờ lấy đầu tắm rồi nè. Nhà mình cặp mé sông luôn hả cô? Cặp mé sông luôn. Bởi vì ảnh hưởng nhiều. Đúng rồi. Mé sông này. Bởi vì ảnh hưởng nhiều. Cái ga đồ nó ngã hết rồi cô có chưa có tiền giấy đó. Đi đổi mấy ga nhỏ nhỏ xài. Là bữa phía sau nhà mình đây nó ngập tới đâu cô? Trời ơi nó ngập dữ lắm. Thấy không? Cái lưu này là vì sao mà giờ nó nằm kiểu đây cô? Thì giờ đẩy vô đừng cho tấn nó lên đừng cho nó trôi đi rồi. À là bố bị trôi hả cô? Bố trôi là cái này hả? Trôi hết cái đi rồi đi mất mất luôn hả cô? Đi ra ngoài đó rồi ra rồi đi luôn rồi. Ồ giờ còn mấy cái này của thằng con bển nó để nhà ở đây cái lô to cỡ này nè. À cả mét mét máy luôn hả cả nhà? Mày con nước là dữ dội dữ tợn kìa chứ cuốn có cơ cao lên đây mà nó còn bao nhiêu đồ đạc rồi tài sản của người dân. Con thấy như nước cũng đang lên hơi hơi sao con? Bây giờ đang lớn đó. Đang lớn phải không? Dạ. Mà chắc con nước này nó không bằng con nước kia rồi. Dạ. Nó cũng lên. Cái nào nó cũng lên mà. Cũng như tắm rồi phải không? Dạ, cái con cũng mong là nước đừng lên để cho bà con mình ổn định cuộc sống trở lại.
Chị thấy hư đồ hư đạc rồi kìa, bà con mình mất ăn mất ngủ rồi sức khỏe nó rồi tiều tị rồi, thấy thương quá. Quá trời luôn đó. Trời, có thấy cái thùng của cô nè, cái thùng này bị ngập nước mà giờ đầy thùng luôn rồi nè. Nước đầy thùng luôn. Đây nè, nó ngập nước đây nè. Cái đó là mình khỏi xa nước luôn hả cô? Khỏi xa nước một đời luôn cả nhà. Ngập luôn. Trời, mình đó ra ngã luôn. Sao ngã đó ngã luôn. Cái mấy dập có bị ảnh hưởng gì không cô? Nó cũng mới sửa nè, mới ấy được cái này hả? Mới sửa vậy là nó nhiêu tiền? Nó tính đâu tủ lạnh rồi mai mốt nó mới vô ấy là 750 gì đó, nó 750 gì đó. Dạ. 750 cái nè. Qua trời. Thằng đó mình lu bu qua ngày Tết không có làm được gì mà giờ tiêu ấy này trước được dập đồ, còn cái kia tủ lạnh chưa? Để chè bữa nó em vô nó ghé. Đây cả nhà, cái tủ mà đó, nguyên cái tủ bự dạ vậy đó. Ồ, dạ hết rồi. Đó, tủ lạnh này, cái giặt này, cái quạt rồi tùm lum hết cả nhà ơi. Vậy là phía nhà của cô với lại phía nhà bên hông nhà con của cô ảnh hưởng nhiều nhất á, nghĩ là chắc ảnh hưởng nhiều. Đúng rồi. Cái con nước thì giờ hiện nay tại còn nhà bên đó thì nhà của ông Dượng thì gạo ngập hết luôn, gạo ướt hết luôn. Sáng đầu năm gạo là kiểu như là nhà mình là làm ruộng rồi mình để dành trà ăn hay là ông, sao cũng cũng như ổng bây giờ trữ nấu đám gì đó. Nói chung là cô gạo thì có ít cô để trên cao rồi không sao. Dạ thôi cũng hết rồi. Ồ, thương quá trời. Yeah. Hồi nãy giờ mới thấy hồi đó cũng có ngập nữa mà ngập không hết nổi ha. Mà mình nghĩ là phải là năm ông rồng nên nước nhiều không cô? Cô cũng không biết nghe nói vậy, người ta nói mà cái gì năm tiền vô như nước mà thấy tiền ra như nước thì có. Dạ. Nó em có mấy năm rồi có, nó lên tới đây cái năm trước á. Dạ. Mấy năm rồi á nó lên tới đây. Dạ. Thì không sao, sao tiền này nó lên quá trời, lên 41. Còn một cô đi cô về thấy trời ơi nó một nhà dọn không kịp. Rồi tối mùng hai cô nghĩ là chắc nó không lên giữ đâu, ai ngồi ngủ nằm giường cái nó bò lên giường. Cô tưởng đâu, cô tôi vừa tưởng đâu nay trời sao mày hư dữ, sao nay già hư sao đá ngủ gì à. Là cô đang ngủ mà nước cạn lên luôn, cạn luôn quần mệt mụn gì ướt hết trơn. Cô mấy lấy cái ghế nhỏ cô ngồi giường luôn chứ có gì đâu được đâu. Nghĩa là cô cứ đây suy luôn. Nghĩ là cô ngu quên đi tè đâu. Đúng rồi, con tưởng đâu già sinh tật. Dạ, ai ngờ chừng dòm hết nó đầy cái giường luôn. Mất hồn ha. Hết hồn luôn. Rồi lúc đó là mình phải dạy là mình thì ngồi giường có cái ghế nhỏ, cái ngồi giường luôn chứ đâu có đâu. Đã nó đầy hết luôn nhà mình dời đâu nữa, đâu có dời đâu nữa đâu. Ngồi luôn chịu trận cái sáng. Cái con nước này là do từ đâu đến ha cô? Cô không biết nó từ đâu, nó nghe người nói nó đập nó gì đó, rồi nó tràn xuống. Yeah. Những lúc vậy là điện đụng của mình sao cô? Điện mà mình sử dụng mà ở tầm thấp á. Cái lúc đó, gom bên chắc chiều là gom lên này. Dạ chiều ngủ là mình gom lên hết. Rồi gom lên là bữa đó về cái thằng con thằng Câm á nó nhà. Dạ. Nó gom lên trước. Gom trước rồi cũng đỡ ha. Nó gom trước. Nhưng mà nó không có ngờ là cái tủ lạnh á nó không rút điện ra, Thành ra nó mới ấy. Phải nó rút điện ra thì đỡ. Nhưng mà nước lên rồi nó cũng bị dạy. Cũng bị hư buông tơ hết. Thì nó hư. Những đồng, cục đồng đồ, động cơ nó hư hết. Đó. Giờ nằm in thôi thì em mới dập sữa rồi. Đây là đó, mới dập mớ. Mỗi nào cũng dập mớ, mớ chứ đâu hết. Đấy đầu năm toàn là ra tiền con cái nha. Nhiều câu của dân gian người xưa đỡ lại là cứ đầu năm là chúc Tết là tiền vô như nước mà thì... như đầu năm như ở đây là tiền ra như nước, phải tiền ra như nước á. Thương bà con mình quá đó, quá trời không có đi đâu được hết trơn. Dạ, Tết mất ngủ mất... buồn luôn chứ nó khổ. Dạ. Tự nhiên cái tủ mới vừa lao sửa sạn đang Tết đẹp ghê luôn, tự nhiên con nước lên cái nó mất sụm mà kêu thôi dở ra bỏ đi để nó sụm, nó sụm đổ đồ hết, đổ hung cốt hết. Yeah. Rồi mới lấy cái bàn á thờ. Ủa trời. Đó, hôm bữa nghe ông chú kia chia sẻ thôi, muốn rớt cái hồ cốt mà nói hôm bữa đó có cô
con quay lại con chia sẻ cho cả nhà. Bữa thì hai anh em con đi đi vô bữa mùng 3 á. Là dạ là gặp ông anh nói chuyện không được, anh cứ dẫn vô đây thấy nhà mình ngập quá trời thương ghê luôn. Hôm nay hai anh em có chuyến đi ngang này thôi để vô ghé thăm coi nhà cô ổn chưa. Dạ. Nó đưa đi tốt biệt muộn hờ. Nó thấy lục á nó nước quá thôi kêu nó vô thôi bỏ đi chứ lội ngủ thục giò chết. Dạ. Nước đang lớn nữa. Đúng rồi, nguy hiểm con. Tiếp gì cái lu cái. Dạ. Dạ đúng rồi. Thôi vậy năm mới chúc cô nhiều sức khỏe nha con. Rồi, cảm ơn. Dạ thương con quá trời. Đó giờ thì bữa trước thì Quân có ghé đây nhà của cô mà không có gặp cô, có gặp con của cô cũng như mình nay mình ghé đây mình thăm hoàn cảnh của cô chú không, anh chị. Có gì đâu, dạ nước ngập cô có đi cũng đâu có được đâu. Đúng rồi. Dạ nguy hiểm lắm. Đó nguyên cái giường vậy nè. Đó mà nó bò lên vậy đó. Dạ. Hôm nay ghé lại thăm hoàn cảnh của cô cả nhà. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.